Vào ngày 20 tháng 9, Thượng viện Séc đã thông qua dự luật cho phép chính phủ áp dụng giá trần đối với điện và khí đốt. Hiện dự luật chỉ cần được Tổng thống ký duyệt. Nhưng cho dù không áp dụng giá trần với năng lượng hay khuyến khích tiết kiệm của chính phủ, người dân vẫn đã và đang tiết kiệm điện và khí đốt đáng kể. Do giá năng lượng đắt đỏ, nhiều hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình có thu nhập thấp, đang phải tiết kiệm hết mức có thể. Bên cạnh các hộ gia đình, các công ty và các làng cũng tiết kiệm nhiều hơn, và việc tiết kiệm đã có kết quả tích cực. Vào tuần trước, người dân đã tiết kiệm khí đốt nhiều nhất trong năm nay, cho thấy mức tiêu thụ đã giảm 32% so với cùng tuần của năm ngoái. Theo như thống kê của Văn phòng Điều tiết Năng lượng, trong tháng 7 đầu năm, tổng số khí đốt tiêu thụ đã giảm 15%. Hiện tại chỉ có khoảng 25% hộ gia đình ở Séc đang dùng khí đốt để sưởi ấm. Cho dù những ngày qua thời tiết đã lạnh hơn, nhưng lượng tiêu thụ cũng không tăng lên so với năm ngoái. Không chỉ khí đốt, lượng tiêu thụ điện cũng đã giảm. Trong nửa năm nay, trung bình, lượng tiêu thụ điện đã giảm đi 3%. Vừa qua, chính phủ đã đưa ra đề xuất áp giá trần với điện là 6 korun 1 kWh và khí đốt là 3 korun 1 kWh, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng DPH. Đề xuất đã được Thượng viện phê duyệt vào ngày hôm qua. Theo đó, chính phủ có thể xác định được giá tối đa đối với điện và khí đốt, đồng thời có thể xác định phạm vi tiêu thụ mức giá trần đối với nhiều loại khách hàng khác nhau. Cùng ngày, Thượng viện cũng đã thông qua việc tiếp tục giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel, vẫn sẽ giữ nguyên ở mức 8,45 korun 1 lít. Ngược lại, từ tháng 10, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sẽ trở về mức ban đầu là 12,84 korun 1 lít, thay vì mức là 11,34 korun.